During the 6th and 7th centuries, the inhabitants of the modern-day states of Gujarat and Rajasthan in northwestern India developed a method of getting access to clean, fresh crop water during the dry season for drinking, bathing, watering animals, and irrigation. Wow, such a very long sentence, right? But here, when you look at the long sentence, the first job that you should complete is you have to find the subject, the main verb, and the main object of the sentence. And here, okay, this is how we find the subject of the sentence. Here, first, you look at the word during. You see during or something, it just means, okay, the time. They give you the time phrase. They give you the part of the sentence from which you find out what kind of, okay, when they want to mention. So here, during the 6th and 7th century, this is the time phrase. Reading it, you can feel this is the time phrase. At the second, we can see that the inhabitants of the modern day of Gujarat, Rajasthan in the northwestern India developed. Look at the action verb developed. Before an action verb, it should be a subject. And after an action verb, it is highly recommended for an object. So when you want to find a subject or a verb or an object, the best and the easiest way for you to find is looking at the main action verb. So before the main action verb, you see a subject here. This is the subject, the inhabitants, and this is a very long subject. Here you can see the word of, and off. There are too many of. The first of here, the second of is here. Of is gonna link two nouns together. It doesn't matter how long the subject is. What matters is the writer's meanings. So when you see the word of, you think of the first noun before of, the second noun before, and the second noun after of. So of is gonna link. It's gonna link two nouns together. Here, subject, okay, of the first one, the first part, inhabitants, modern day states, the second part, Gujarat and Rajasthan in northern western India. This is the main subject. And here, let's find out the meaning of this subject. Inhabitants, it means people who live in a place. Or you can say the people live in this place or live in a particular place in the past. Those people are called inhabitants. We don't use the word inhabitant for present day people like us. We live in a city. We call ourselves residents. Just like you live in a city, you are called a resident or you are called a citizen. We don't call you inhabitant. Inhabitant is the only word for you to call the people who live in a particular place in the past, that is inhabitants. Modern day states, don't be misled by these two words, modern day. Here they are talking about the past. And what they want to say here is, they want to say that Gujarat and Rajasthan were in the past. But right now, at this moment, the Gujarat and Rajasthan, the two states in India, still exist. Right now, still exist in the present. So here they want to talk about the presence of the two states in India, Gujarat and Rajasthan. That is what they use the word modern day. They want to say that, oh, Gujarat and Rajasthan were in the past in India. These were the two states, S-T-A-T-E-S. These were the two states in India. And right now, these two states still exist and are still here, are still there for people to live. That is the word modern day. It's nothing about the modernization. It's nothing about the present time. They just want to say that Gujarat and Rajasthan, the two states in India, are still here. They just want to say something like this. So don't be confused with the word modern day. The inhabitants of the modern day states, okay, in northwestern India develop. Look at the word develop. You don't think about something which is already improved or which is already grown into a new form. It's nothing like this. When you develop something, it means you build it and then you improve it for a better use, for a better use. That is the word develop. Because when people, especially students, look at the word develop, they think of something which is already, okay, already done, already grown into a new modern form. It's nothing like that. Develop a method
They build a way and then they improve this way of getting access to, get access to. It just means you get it. I try to get access to the website. I try to get the website. I try to enter the website. So here, they build a way of getting the clean and fresh crown water during the dry season. Four. So four, what is the function of the word four in a sentence? Four is going to help you to define the purpose of the sentence. Why do they need to have crowd water? Why do they need, to find clean and fresh water in the dry season? For what? For drinking, bathing, watering animals, and irrigation. Irrigation means, irrigation is the process in which the trees or the flowers will use their roots to get underground, to get the water in order to feed themselves. If flowers and trees do not receive waters from people and they also cannot receive water from the underground system, they are not going to be able to live or to survive. That is the word irrigation. Irrigation is not water from human beings. Irrigation is the It is the process, in which the water is delivered from the underground, and the water is gonna be given to the trees and the flowers. That is the word irrigation. Watering animals. When you water animals, it just means you give water to the animals. It doesn't mean you shower the animals or you clean the animals. It's nothing like this. You water something, you give the water to that thing. So watering animals, which means you feed, F-E-E-D, you feed the animals with water. You give the animals water. And here, crowd water, you can think of the word sanitary. Sanitary water, clean and fresh water for animals. We have the word sanitary water. Clean water is just something like this. Sanitary, A-D-J, it just means the clean water. So here, let's move on. During the 6th and 7th centuries, khi mình nhìn vào một cái câu như thế này nè, thì cái cách mà mình làm đầu tiên ấy, là tất nhiên là mình phải bình tĩnh rồi, tại câu nó dài quá. Câu càng dài thì nó cần cái sự bình tĩnh và cái sự phân tích của mình càng sâu. Thì mình nhìn vào một câu, mình phải tìm được chủ ngữ, động từ, vị ngữ. Cái khúc đầu tiên, đó, cái lúc nào cũng vậy, trong một câu nó sẽ có cái khúc bắt đầu. Thì cái khúc đầu tiên, luôn luôn sẽ có một cái khúc nha, và sau đó có một cái dấu phẩy, thì đó là cái dấu hiệu nhận biết cho mình thấy là đó là cái khúc mở đầu của câu văn. Và khúc này thường là nói về thời gian, nói về cái chủ đề của câu văn, hoặc là nói về một cái danh từ nào đó, nói về thời gian, nói về địa điểm, nói về chủ đề của câu văn. Thì để mình phân biệt là nó sẽ có viết hoa này, sau đó có cái dấu phẩy ngay đầu câu văn luôn. Đây là cái cách mà họ mở đầu một câu văn, và đây không phải là chủ ngữ, động từ, vị ngữ, không phải là chủ ngữ, mà chỉ là một cái khúc, một cái đoạn mở đầu mà thôi. Và sau khi họ mở đầu thì bắt đầu họ mới đi vào cái câu là chủ, động, vị. Thì bây giờ mình cái câu nó dài quá thì làm sao mình phân biệt đâu là chủ, đâu là động, đâu là vị? Thì mình lướt mắt từ cái chữ the này cho đến cái dấu chấm ở cuối câu, thì mình thấy được cái chữ develop. Develop là cái từ quá căn bản, thì mình biết được đây là động từ. Thì trước động từ là chủ ngữ và sau động từ 100% là vị ngữ. Và mình nhìn trước cái từ develop thì cái chủ ngữ nó quá dài đi. Và khi mà chủ ngữ dài thì cũng đừng sợ. Tại vì đây nó có dấu hiệu của từ off. Off là nó nối hai danh từ với nhau. Và cái danh từ nào đứng ở đầu tiên đằng trước từ off đó là danh từ chính. Cho nên thì khi mình thấy từ off, cái danh từ nào mà đứng đầu tiên của nó là danh từ chính, là cái chủ ngữ chính đó, là cái chủ điểm chính của cái nội dung. Còn những cái danh từ mà đứng ở phía sau từ off đó là bổ sung cho cái danh từ chính, nó là gì? Như vậy ở đây nó có xui là nó có hai cái từ off. Off thứ nhất và off thứ hai thì cái gì cũng vậy. Cái gì đầu tiên là chủ yếu là chính nó. Còn cái gì mà xuất hiện thứ hai thì nó chỉ là một cái thông tin phụ, một cái additional information thôi. Ở đây, khi mình thấy cái từ off đầu tiên thì hồi nãy mình vừa mới nói là cái từ nào đầu tiên nó là cái chủ đề chính của cái câu văn. Thì đây có hai từ off, mặc kệ cái off thứ hai đi, mình chỉ đơn cử để ý đến cái off thứ nhất thôi. Thì ở cái off thứ nhất là mình thấy được cái từ the inhabitants. Inhabitants là cái, như vậy là inhabitants là cái chủ đề chính của cái chủ ngữ. Và ở đây cái inhabitants nó dùng cho là những cái người cư ngụ. Inhabitants là cái từ dùng cho diễn tả cái tên của một cái nhóm người ở tại một khu vực nào đó trong quá khứ.
người ta không dùng cái từ inhabitant để diễn tả nhóm người ở một cái khu vực, ở một cái nơi nào đó ở thời điểm hiện tại nha. Như vậy ở thời điểm hiện tại thì người ta sẽ dùng những cái từ như là dân cư hoặc là người dân, ví dụ như là resident hoặc là citizen. Còn cái từ inhabitants là chỉ đúng chính xác là nó chỉ về người dân, nó chỉ về người cư trú, người người cư ngụ, sorry, người cư ngụ, nhưng mà nó sử dụng, nó áp dụng cho những cái người sống trong cái thế giới nguyên thủy ở thời xa xưa trong quá khứ. Và mấy bạn hãy cẩn thận vào đây. Trước off đây là danh từ chính, ok, đây là cái từ khóa để cho mình biết cái chủ ngữ nó đang nói về the inhabitants. Và sau đó nó đang dùng cái từ modern day. Modern day này không phải là tự nhiên đang nói về quá khứ, tự nhiên cái nhảy vô hiện tại hoặc nói về tương lai, là cái sự hiện đại của thời này. Cái câu này, cái từ modern day nó đang đóng chúng ta như một tính từ, là nó đang bổ sung ý nghĩa cho những cái tiểu bang, hai cái tiểu bang mà trong cái nước Ấn Độ là Gujarat và Rajasthan. Như vậy hai cái tiểu bang này nó nhìn rất là hiện đại, ý nó nói rằng là hai cái tiểu bang này đã tồn tại trong quá khứ và hiện tại nó vẫn còn đang sử dụng bởi người dân, vẫn có người ở đây và vẫn đang phát triển. Thì lý do tại sao mà nó dùng từ modern day là cái tính từ để nó miêu tả cho hai cái tiểu bang mà nó đang nói về quá khứ. Ok, tự nhiên cái vô cái từ modern day này nó làm cho mình loạn cái câu đi, đừng sợ nhé. Khi mà mình thấy đang nói về quá khứ, tự nhiên có một cái từ nào đó nó nói về cái sự hiện đại, nó nói về cái sự tiên tiến, thì hãy nhớ rằng là những cái từ đó là cái tính từ. Tính từ là từ chỉ cảm xúc, là từ miêu tả cho người ta biết thêm về cái sự vật đó, chứ không phải là cái thời điểm mà người ta đang muốn nói đến. Modern day states of Gujarat and Rajasthan in northwestern India. Và khi mà các bạn thấy cái phương hướng là northwestern thì mình dịch ngược lại thôi. Cái hướng ở phía sau là chủ, còn cái hướng ở phía phía trước là phụ. Northwestern gọi là đông bắc chứ không phải là bắc đông nha. Đông bắc develops a method of getting access to, get access to có nghĩa là truy cập vào hoặc là có, ok, có thể lấy được, có thể có được. Thì đơn giản thôi, nói về công nghệ thì mình nói, mình dịch cái từ get access to là truy cập vào. Còn khi mà dịch về, ở đây nói về cái mạch nước ngầm nè, crown water, nhưng mà mạch nước ngầm fresh crown water, mạch nước ngầm sạch sẽ và hợp vệ sinh, ok, và trong lành, thì người ta sẽ dùng từ fresh crown water. Get access to có nghĩa là có thể lấy được, có thể lấy được, có thể khai thác được cái mạch nước ngầm trong sạch, ok, trong lành và sạch sẽ. A method develop là phát triển. Khi mà người Việt mình dùng từ phát triển, người Việt mình luôn luôn nghĩ đến cái kết quả là cái đó đã phát triển rồi. Nhưng mà nghĩ như vậy là sai. Cái từ develop có nghĩa là tôi triển khai rồi sau đó tôi sẽ phát triển nó. Như vậy cái từ develop thứ nhất của nó có nghĩa là xây dựng. Bạn xây dựng xong thì bắt đầu bạn cải thiện nó để nó tốt hơn. Thì đó là từ develop. Nó gồm có hai giai đoạn trong từ develop. Thứ nhất là xây dựng và thứ hai là phát triển nó lên. Ở đây thì develop a method of có nghĩa là tôi, chúng tôi, ok, những cái người cư trú, những cái người cư ngụ trong cái Gujarat và Rajasthan này, người ta xây, ok, người ta xây nên một cái phương pháp, ok, người ta xây lên một cái phương án và người ta phát triển cái phương án về cái việc gì, về cái việc mà để khai thác cái mạch nước ngầm trong lành và sạch sẽ xuyên suốt cái mùa khô hạn nắng nóng. Và lý do tại sao người ta cần khai thác như thế này, khai thác cái mạch nước ngầm như thế này, thì cấu trúc của từ for trong một câu, for hoặc là to trong một câu, nó diễn tả cái mục đích của câu, là lý do tại sao mình làm cái này, tại sao mình làm cái kia. Thì khi mà người ta dùng cái từ for trong câu văn thì người ta sẽ làm cho cái câu văn nó dài hơn và nó làm đánh mạnh vào cái tâm lý của mình, nó làm cho mình sợ hãi. Nhưng mà khi mình thấy câu for là mình biết là nó diễn tả cái mục đích, thì mình đọc ở đây mình phải nhớ là à, nó đang diễn tả cái mục đích tại sao cần có, tại sao cần khai thác cái mạch nước ngầm như thế này. Thì đây for drinking để uống, ok, bathing để tắm rửa, watering animals. Một số bạn thấy cái từ water animals có nghĩa là dội nước vào động vật, có nghĩa là tắm cho động vật là sai. Tắm là bathe, động từ tắm là bathe. Như vậy bathe animals có nghĩa là mình tắm cho động vật. Ở đây water animals có nghĩa là cho động vật uống nước, hoặc là water the trees có nghĩa là tưới cây. Và cái từ water nghĩa thứ nhất là nước, và nghĩa thứ hai là tưới cây, hoặc nghĩa thứ ba là cho động vật uống nước. And irrigation, irrigation, irrigation được gọi là cái quá trình mà cây cối, ok, cây cối hoặc là hoa, flowers hoặc là tree, nó lấy nước, nó sử dụng cái rễ của nó là roots, ok, the roots, nó sử dụng cái rễ của nó để khai thác cái nước ở từ mặt nước ngầm để nó nuôi cơ thể của nó. Thì đó được gọi là cái từ irrigation. Nó là một cái process luôn,
dịch ra trong tiếng Việt thì cái từ irrigation là một cái quá trình mà cây có sẽ sử dụng rễ để lấy nước từ mạch nước ngầm để nó nuôi cơ thể của nó. Cho nên thì một từ trong tiếng Anh nó ra một cả một cái quá trình như vậy. Alright, however, the significance of this invention, the step goes beyond its utilitarian application. Application is not about you apply something into something else. It's not about you use the way, it is about the usage. Như vậy từ application, nghĩa thứ nhất của nó là cái sự ứng dụng. Nghĩa thứ hai của nó có nghĩa là cái cách mà mình sử dụng cái gì đó hoặc là cái chức năng mình sử dụng. Thì ở đây người ta sẽ dùng từ application, application như là một cái chức năng. Và mình thấy, okay, you can see that the two dashes, and in the middle, they have the stepper. This is the way for us to define a subject. Như vậy đây là cái cách mà người ta giải thích cho cái chủ ngữ. Và cách giải thích này nó làm cho cái con nó dài hơn và nó impact cái psychology của mấy bạn, nó ảnh hưởng đến cái psychology của mấy bạn. Thì khi mà câu quá dài thì mình sẽ bị lúng túng nha. Và đừng sợ, thì khi mà mấy bạn cách nào đừng sợ, nhìn thấy hai cái dấu gạch gạch như thế này nè hoặc hai dấu phẩy, đó là một cái cụm từ phụ nó nhét vào ở giữa câu để nó làm cho cái câu nó dài ra. Khi thấy cụm từ phụ là biết là thông tin nó giải thích thêm, thì mình chỉ để ý đến đằng trước nó là chủ ngữ và đằng sau nó là động từ và vị ngữ. Thì đằng trước cái từ the step of the significance of this invention, the importance of the invention or the important factor of this invention or the most important part of this invention, cái the significance of chỉ đơn giản là cái phần quan trọng nhất của một cái gì đó hoặc là cái tầm quan trọng của một cái gì đó. The importance of this invention goes beyond, it means more than, is more than. Như vậy cái gì mà nó vượt quá cái khả năng cái gì đó hoặc là cái gì mà nó nhiều hơn cái mức mình mong đợi thì mình sử dụng từ goes beyond. Ở đây cái tầm quan trọng của cái sự phát minh này, cái giếng bậc thang nó, ok, nó vượt trên, nó vượt trên cái chức năng, cái chức năng tiện dụng của nó. Utilitarian, useful but looks very ugly. Utilitarian có nghĩa là một cái từ mà nó cho mình thấy là cái gì, một cái vật gì đó, một cái thiết bị gì đó hoặc một cách nào đó nó rất là thuận tiện và nó rất là có ích, nhưng mà cái vẻ bề ngoài của nó nhìn rất là xấu xí, có nghĩa là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Thì ở đây cái bài nó đang nói về cái giếng, và cái giếng này được gọi là cái giếng bậc thang. Thì nói đến cái giếng thì lúc nào mấy bạn cảm thấy cái giếng là nó trông nó đâu có đẹp đẽ gì đâu, nó rất là xấu, nhưng mà cái sự thuận tiện, một cái sự mà có ích của nó cho trong cuộc sống của những cái người dân ở trong quá khứ nó rất là cao cả. Ở đây nó dùng từ utilitarian có nghĩa là tốt cỡ, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nghĩa là rất là tiện dụng, rất là có lợi nhưng mà nhìn rất là xấu. Một từ mà nó diễn tả như thế, nó đang sử dụng chức năng là tính từ, cho nên cái tính từ nó đặt trước cái danh từ là utilitarian application, có nghĩa là useful application, useful function, but the step well looks very ugly, something like this.